Chúng ta tiếp tục học từ vựng của bảng 16 và mẫu câu của bảng 17 các em nhé. Từ số 1, sóng, động từ live, live, live. Thành phố, danh từ city, city, city. Tuyệt vời, tính từ great, great, great. Bạn bè, danh từ friend, friend, friend. Nhà, danh từ house, house, house. Đường phố, danh từ street, street, street. Trường học, danh từ school, school, school. Tòa tháp, danh từ tower, tower, tower. Địa chỉ, danh từ address, address, address. Kể, động từ tell, tell, tell. Về, giới từ about, about, about. Nhà, danh từ home, home, home. Tốt nhất, tính từ best, best, best. Mong ước, động từ wish, wish, wish. Căn hộ, danh từ flat, flat, flat. Xa, tính từ far, far, far. Mời các em sang bảng mẫu câu số 17. Cảm ơn vì bức email của bạn. Hoặc là cảm ơn bạn vì email của bạn. Thank you for your email. Thank you for your email. Thank you for your email. Tôi sống ở Sydney. I live in Sydney. I live in Sydney. I live in Sydney. Đó là một thành phố tuyệt vời. It's a great city. It's a great city. It's a great city. An sống trong một căn hộ ở đường King. An lives in a flat in King Street. An lives in a flat in King Street. An lives in a flat in King Street. Nick sống trong một ngôi nhà ở đường Crown. Nick lives in a house in Crown Street. Nick lives in a house in Crown Street. Nick lives in a house in Crown Street. Còn bạn thì sao? What about you? What about you? What about you? Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất. Best wishes. Best wishes. Best wishes. Như vậy là chúng ta đã đọc xong hai bản của buổi hôm nay. Hẹn gặp lại các em trong các bài đọc kế tiếp nhé.